Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Tâm Linh 365 xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông và thành công trong mọi lĩnh vực. Quý anh chị và các bạn thân mến, như quý anh chị và các bạn cũng đã biết, kênh Tâm Linh 365 là kênh chuyên đăng tải về nội dung tử vi của 12 con giáp, trong đó có tử vi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm. Ngoài ra còn có nội dung về phong thủy, tướng số và tâm linh. Như hiện nay cũng đã có rất nhiều video nhận được sự quan tâm đông đảo từ quý khán thính giả. Và ở video này, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn về chủ đề giải mã cặp đôi Tý Ngọ trong công việc, làm ăn và tình yêu. Quý anh chị hãy chú ý theo dõi để có thể chủ động hơn trong công việc và cuộc sống của mình. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Quý anh chị và các bạn thân mến, từ xưa tới nay, trong việc làm ăn kinh doanh, buôn bán hay là trong chuyện tình yêu hôn nhân, kết duyên vợ chồng thì việc xem tuổi hợp khắc là vấn đề vô cùng quan trọng. Việc xem tuổi hợp làm ăn sẽ giúp cho quý nhân chọn được những đối tác, những người hùn hạp có tuổi hợp làm ăn với mình. Khi quý bạn lựa chọn được người có tuổi hợp làm ăn với mình, sẽ giúp cho công việc làm ăn, kinh doanh được hanh thông và suôn sẻ và vượt qua được mọi khó khăn trắc trở. Ngược lại, nếu kết hợp với những người không hợp tuổi làm ăn sẽ khiến cho công việc gặp phải khó khăn, không thu được những kết quả như ý. Theo dõi tình duyên, xem tuổi vợ chồng khắc hợp xưa nay được nhiều người coi trọng. Vợ chồng có hợp tuổi thì đời sống hôn nhân mới hòa thuận, gia đạo mới yên ổn, sinh con đẻ cái thuận lợi, làm ăn phát đạt. Ngược lại, nếu xem tuổi vợ chồng không hòa hợp, hôn nhân dễ đổ vỡ hoặc vợ chồng gặp khó khăn về tiền bạc, công việc, chuyện sinh con cái. Người tuổi Tý cụ thể gồm những tuổi Canh Tý sinh năm 1960, Nhâm Tý 1972, Giáp Tý 1984, Bính Tý 1996, Mậu Tý 2008. Người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thường gọi là lương thượng chi thử, tức chuột trên xà, mệnh thổ bích thượng thổ, nghĩa là đất trên tường thành. Người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 thường gọi là sơn thượng chi thử, tức chuột trên núi, mệnh mộc tang đố mộc, nghĩa là gỗ cây dâu. Người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 thường gọi là ốc thượng chi thử, tức chuột nóc nhà, mệnh kim hải trung kim, nghĩa là vàng trong biển. Người tuổi Bính Tý sinh năm 1996 thường gọi là điền nội chi thử, tức chuột trong ruộng, mệnh thủy sản hạ thủy, nghĩa là nước khe núi. Người tuổi Mậu Tý sinh năm 2008 thường gọi là thương nội chi thử, tức chuột trong kho, mệnh hỏa, tích lịch hỏa, nghĩa là lửa sấm sét. Đối với người tuổi Ngọ, cụ thể gồm những tuổi Bính Ngọ 1966, Mậu Ngọ 1978, Canh Ngọ 1990, Nhâm Ngọ 2002 và Giáp Ngọ năm 2014. Người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 thường gọi là hành lộ chi mã, tức ngựa chạy trên đường, mệnh thủy thiên hà thủy, nghĩa là nước trên trời. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 thường gọi là cứu nội chi mã, tức ngựa trong chuồng, mệnh hỏa thiên thượng hỏa, nghĩa là lửa trên trời. Người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 thường gọi là thất lý chi mã, tức ngựa trong nhà, mệnh thổ lộ bàng thổ, nghĩa là đất ven đường. Người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 thường gọi là quân trung chi mã, tức ngựa chiến, mệnh mộc dương liễu mộc, nghĩa là gỗ cây dương liễu. Người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 2014 thường gọi là vân trung chi mã, tức ngựa trong mây, mệnh kim sa trung kim, nghĩa là vàng trong cát. Ngọ và Tý là một cặp khá thú vị, đối lập trên vòng tròn con giáp, quan hệ của họ khó có thể tránh khỏi sự mâu thuẫn. Về bản chất, họ đều là những người thích giao lưu, thích bay nhảy, rất hóm hỉnh và năng động. Tuy nhiên, nếu như những người tuổi Ngựa có nhu cầu sống độc lập, thì tuổi Chuột lại chú trọng đến tình bạn và khá tình cảm.
Khi dấn sâu vào một mối quan hệ, tuổi ngọ đôi khi cảm thấy như bế tắc và chật chội không gian, còn tuổi chuột thì luôn có nhu cầu tìm hiểu và kiểm soát đối phương. Người tuổi chuột khao khát được quan tâm, bày tỏ tình yêu và họ không tiếc điều gì để nuôi dưỡng cuộc tình. Vì thế, nếu yêu người tuổi ngọ, tuổi chuột có thể sẽ không được mãn nguyện vì tuổi ngọ không toàn tâm toàn ý cho tình cảm. Quan điểm về tài chính cũng không được hòa hợp. Chuột rất biết tích trữ làm giàu, trong khi ngựa dường như chỉ biết đến hiện tại, lo lắng cho tương lai dường như là một thứ xa xỉ đối với họ. Vậy tuổi Tý và tuổi Ngọ có hợp nhau hay không? Về mặt công danh sự nghiệp thì mức độ hợp nhau của tuổi Tý và tuổi Ngọ sẽ như thế nào? Tuổi Tý vốn thông minh, biết nhìn xa trông rộng, họ có những kế hoạch chiến lược bao quát. Tuổi Ngọ cũng có khả năng vượt trội trong việc triển khai các kế hoạch, đó là một cách rất thuần mực, chuyên nghiệp mang đến hiệu quả. Giữa chuột và ngựa có sự hợp tác làm ăn nhưng quan điểm và tài chính của họ lại khá khác biệt với nhau. Chuột làm giàu bằng sự tích trữ tiền bạc, của cải. Còn tuổi ngựa dường như không mấy quan tâm đến vấn đề đó và tầm nhìn của ngọ có vẻ hơi hạn hẹp. Điều đáng nói là một khi đã có kế hoạch định hướng rõ ràng thì họ cùng nhau phát triển và đem lại kết quả rất cao. Tuổi Tý và tuổi ngọ có thể kết hợp làm ăn lâu dài. Điều này phụ thuộc nhiều vào người tuổi ngọ nếu họ không đứng núi này trông núi nọ. Về mặt tình cảm, điểm chung của người tuổi Tý và người tuổi ngọ là họ đều thích giao lưu, thích bay nhảy, rất hóm hỉnh và năng động. Điểm khác biệt giữa họ là nếu như ngọ có nhu cầu sống độc lập thì chuột lại là người chú trọng đến tình bạn và sống rất tình cảm. Nếu hai con giáp này bắt đầu mối quan hệ tình cảm, ngọ đôi khi sẽ cảm thấy bế tắc và chật chội trong không gian, luôn muốn tìm hiểu và kiểm soát tuổi chuột. Nói cách khác, người tuổi Tý khao khát nhận được sự quan tâm, cách mà đối phương thể hiện tình yêu của mình. Họ có thể làm mọi thứ để nuôi dưỡng cuộc tình này. Vì thế, nếu yêu người tuổi ngọ, tuổi Tý có thể sẽ không được mãn nguyện vì tuổi ngọ không toàn tâm toàn ý cho tình cảm. Theo tử vi của chúng tôi cho thấy, trong tứ hành xung thì người tuổi Tý và người tuổi ngọ xung khắc với nhau. Tuy nhiên, nếu hai tuổi này cùng phải lòng nhau thì họ có thể có một tình yêu sét đánh. Thời gian có thể là một tháng để cả hai cùng đồng cảm với tình yêu này. Xét về lâu về dài thì tình yêu của hai người sẽ bị phai nhạt. Dù là trong cuộc sống, họ vẫn thấy đối phương thú vị và đặc biệt trong tính cách. Về tính cách, mức độ hợp nhau của người tuổi Tý và những người tuổi ngọ như thế nào? Chuột luôn nhận được sự yêu mến từ mọi người bởi sức hấp dẫn lạ lùng và sự hiểu biết của mình. Người tuổi Tý có thể rất thẳng thắn và thật thà, nhưng sự thân thiết hơi quá của họ khiến người khác cảm thấy khó chịu. Chuột thì rất rộng rãi, thoải mái, biết quan tâm đến người khác, rất nhiệt tình trong các vấn đề gỡ rối cho người khác. Nếu chuột vui vẻ và giỏi giao tiếp, thích kết nhóm, tụ hội và tham gia vào mọi chuyện, thì ngựa lại có ưu điểm là rộng rãi, hào phóng, có tài trong vấn đề trang điểm, giỏi đối đáp, ngoại giao, có sức quan sát tốt, hay thay đổi. Bên cạnh đó thì tuổi ngọ khá nóng nảy, cố chấp, tính khí quá mạnh mẽ, nhanh giận, nhanh quên. Giữa ngựa và chuột có điểm chung là đều rất thật thà, thẳng thắn và hào phóng. Mỗi người mang trong mình một vẻ tính cách, nhưng khi đã xác định mối quan hệ nào đó thì cả hai sẽ chấp nhận và bỏ qua những khuyết điểm của nhau để xây dựng một mối quan hệ bền chặt lâu dài hơn. Về mặt sức khỏe, mức độ hợp nhau của hai tuổi này về mặt sức khỏe. Người tuổi Tý thường xuyên phải đi lại do tính chất công việc, tuy được người tuổi ngọ giúp đỡ nhưng do sức đề kháng không được tốt lắm thì chuột cũng nên lưu tâm đến sức khỏe của mình, chú ý tập luyện thể dục thể thao, tránh phải tiêu tốn quá nhiều tiền bạc vào những căn bệnh như đau dạ dày, viêm đại tràng. Nếu phải đi công tác xa thì những người tuổi Tý nên chuẩn bị sẵn các loại thuốc để phòng thân như đau đầu, rối loạn tiêu hóa. Theo dõi tử vi, tuổi ngọ có vẻ như đi lại là một thói quen nên vấn đề sức khỏe với họ không có gì đáng lo ngại. Nhưng những người tuổi ngọ nên chú ý khi tham gia giao thông và trong lao động, sản xuất để tránh những tai nạn bất ngờ. Đặc biệt với những ai làm nghề như giao thông, xây dựng, tiếp xúc với hóa chất cần hết sức lưu tâm về vấn đề an toàn lao động.
Theo dõi tử vi về phương diện kinh doanh, Ngọ và Tý có thể tạo nên một cặp ăn ý một khi họ chấp nhận sự khác biệt của nhau. Tuổi Tý có con mắt nhìn xa trông rộng nên họ hoạch định chiến lược cũng khá tốt. Tuổi Ngọ không có tầm bao quát nhưng một khi đã định hướng rõ ràng, họ triển khai rất hiệu quả. Hoàn toàn có thể kết hợp làm ăn lâu dài, miễn là người tuổi Ngọ không đứng núi này trông núi nọ. Nếu hai tuổi này phải lòng nhau, họ sẽ bắt sóng đối phương rất nhanh. Từ lúc hai ánh mắt va vào nhau đến khi họ nói tiếng yêu có thể chỉ mất một tháng, nhưng về lâu về dài, tình cảm rất dễ phai nhạt. Dẫu vậy, cuộc tình của họ sẽ rất thú vị bởi sự bất định về tính cách của đôi bên. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tý, tuổi Ngọ đã theo dõi video. Nếu có bất cứ băn khoăn hay thắc mắc gì cần phải giải đáp, quý anh chị và các bạn vui lòng ghi rõ để lại ở phần bình luận phía dưới video. Ban biên tập chương trình sẽ hỗ trợ và giải đáp cho quý anh chị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Chúc quý anh chị và các bạn luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông và thành công trong mọi lĩnh vực. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.